Như vậy ở đây thầy sẽ có một cái bài chúng ta làm theo dạng Java 2 là chúng ta kéo thả. Như vậy nếu như mà các bạn kéo thả cái form này được không? Bạn nào nói không được giơ tay rồi. Kéo thả thôi. Giống Java 2. Như vậy thì ở chỗ này các bạn sẽ new một cái reframe. Và các bạn kéo vô cho thầy một cái panel. Được không? Cái panel thả vô đây. Đặt tên cho nó. Đặt tên cho nó. Trong này chúng ta kéo một nút, hai nút, một label. Được không? Đặt tên. Sau đó double click, mình sẽ set cho cái panel đó, set background là màu yellow. Như vậy chạy lên, set màu vàng. Được không? Ha, đó là Java 2. Bây giờ chúng ta cũng sử dụng như vậy, nhưng code chứ không phải kéo thả, thì các bạn sẽ chọn Java class, không phải là reframe nữa. Chú ý dùm thầy, bạn nào chưa làm được, chú ý từng bước rồi mình hình dung mình đang làm gì. Ở trong này các bạn sẽ đặt tên cho thầy là slide 1. Ở đây class các bạn chọn là trang 06B. Tại vì A là mình kéo thả rồi, thì B là mình code. Đây. Và trong này không có cái frame nào hết. Các bạn sẽ sử dụng hàm main. Nếu như các bạn không dùng main cũng được, nhưng mình đang làm demo, cho nên ứng với mỗi class là một ứng dụng. Còn sau này mình làm dự án thì mình không cần, mình chỉ cần code reframe thôi. Còn cái chuyện mà gọi nó để chạy là cái class khác. Được chưa? Như vậy ở chỗ này chúng ta sẽ dùng reframe. Và các bạn, do các bạn gõ cái này nè. Ví dụ reframe, các bạn F bằng new reframe. Rồi các bạn gõ như vậy, nó báo lỗi. Mà tại sao thầy gõ nó không lỗi? Thứ nhất là lúc mà thầy gõ ref control shift control space để cho nó gợi ý. Và chúng ta chạy xuống đây, khi nó gợi ý chúng ta nhấn dấu tab, chuyện gì xảy ra? Tự động nó import cho chúng ta. Chúng ta không cần import. Cho nên cái này nó sẽ không còn lỗi nữa. Khi mà mình tạo ra căn phòng rồi thì mình test chỗ này trước nè. Các bạn test giúp cho thầy nè. Thứ nhất là F.setVisual là hiển thị lên. Tạo xong, hiển thị hết. Shift F6. Chạy chưa? Chạy chưa? Đây nè. Đúng không? Thứ nhất là kích thước nó chưa được set, cho nên kích thước nhỏ nhất. Rồi nó, khi mình đóng ứng dụng, thực ra nó chưa đóng các bạn, nó nằm dưới này nè, nó vẫn đang chạy. Như vậy thì trước khi mình cho nó hiển thị F.setSize, bạn cho ví dụ 500.300, bạn cứ thay đổi con số này đi, bạn sẽ thấy chạy lại. Chỉ cần chừng đó thôi. Có thay đổi chưa? Rồi bây giờ mình thêm một lệnh nữa. Thêm lệnh nữa là F.setLocation ở đây là null, thì nó sẽ cho cái form của chúng ta vô giữa. Mình cứ làm từng lệnh một, không cần làm hết. Đừng gõ từ trên xuống dưới, mà các bạn chạy từng lệnh như vậy thì các bạn cảm nhận được và các bạn nhớ lâu.
Còn thầy đưa các bạn nguyên cái tờ sớ, các bạn cứ gõ từ đầu xuống dưới, cuối cùng không nhớ gì hết. Thứ nhất là các bạn phải hiểu là lệnh này mình gõ ra mục đích để làm gì. Tự hỏi, tự trả lời câu hỏi đó. Thì lần sau để làm việc đó thì như thế, nó sẽ dễ nhớ hơn. Tiếp, mình có căn phòng rồi, bây giờ chuẩn bị cho thầy cái bàn. Rí Phenol, chuẩn bị cho thầy cái bàn. Mình đặt tên là B bằng New Rí Phenol. Rồi, có một cái bàn rồi đó. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị hai cái chai Rí Bottom. Hai cái chai BTN Yellow bằng New Rí Bottom. Và phía bên trong này mình sẽ để một cái chữ, để tí nữa nó sẽ hiển thị lên. Như vậy cái cấu trúc này nè, Reframe, F, New Reframe, Repanel, Repattern là chúng ta đã sử dụng theo kiểu của class, là từ Java 1 đến giờ, chứ không phải bây giờ mới thấy. Ví dụ scan SC bằng new scan, đúng không nào? Ví dụ như là string S bằng new string là chúng ta đã xài rất lâu rồi, và bây giờ cũng tương tự như thế. Cái pattern nó là một class, thì chúng ta lấy cấu trúc như thế thôi. Một cái ly, hai cái ly, và chỗ này chúng ta đổi nó lại thành ly màu đỏ, và chỗ này đổi thành màu đỏ. Tương tự, thêm một cái gì nữa, Relabel LBL Information gì đó ha, Info, muốn đặt gì cũng được, Relabel. Và chỗ này các bạn để cái chữ vô cho nó dễ nhìn. Set B background. Rồi bây giờ mình chuẩn bị ba cái rồi đó. Mình sẽ đặt cái gì? Đặt ba cái đối tượng này lên cái bàn. Đặt ba đối tượng này lên cái bàn. B chấm add thêm cái btn yellow thêm trước, rồi b chấm add thêm cái btn red chấm b chấm add thêm cái label vào. Rồi như vậy mình đã để ba cái món này lên cái bàn rồi. Xuất hiện trong phòng chưa? Chưa. Mình muốn nó xuất hiện trong cái phòng này thì F chấm add B, tức là đặt cái bàn vào trong phòng. Hết. Dễ không? Dễ. Bây giờ chỉ thêm chút xíu chỗ này nè. Xử lý sự kiện thì mình mới làm giao diện thôi. Còn xử lý sự kiện thì xuống đây mình sẽ xử lý cho nó. Ví dụ mình viết ở phía sau này luôn được không, hay là mình viết ở đây, tùy. Bây giờ mình viết phía sau này thử coi. BTN yellow, phương thức xử lý sự kiện là chấm add action listener. Nếu như để chữ L thì tí nữa chúng ta sẽ viết cái action listener này ở bên ngoài, và chúng ta sẽ tập hợp nhiều cái component trong một cái phương thức xử lý sự kiện thôi. Còn bây giờ mình mới học cho nên mình xử lý đơn lẻ trước đi cho nó dễ làm, mình nhớ nhiều quá nó mất công. Bây giờ mình làm cái gì đơn giản nhất. Rồi, như vậy chỗ này chúng ta bỏ L này đi.
và chúng ta enter nó xuống. Chúng ta sẽ thêm cái gì? New Action Listener. Action Listener. Khi chúng ta new như vậy, chúng ta enter thêm một lần nữa thì nó sẽ tự động thêm cái hàm khởi tạo và nó tự động override một cái action performed cho chúng ta luôn. Và chúng ta chỉ có enter và nó tự tạo ra. Còn nếu mà bạn nào muốn gõ cũng được. Và thầy cũng không khuyến khích các bạn gõ từ đầu. Hiểu là được. Code nhanh, làm hiệu quả. Gõ từ đầu chưa chắc là tốt. Ở trong này chúng ta sẽ xử lý sự kiện là gì? Chúng ta sẽ chuyển cái panel đó chấm set background. Set background cho cái panel là color.yellow, bởi vì mình đang viết yellow trước. Tương tự như vậy, copy cái code này ra. Đổi cái nút này thành gì? Red. Đổi chỗ này thành red. Control space cho nó gõ cho nhanh. Chạy. Nhấn. Được không? Dễ. Rồi chỗ này chúng ta sẽ thêm một cái nữa là cái label của mình LBL info chấm set test ha. Chúng ta select bottom yellow. Rồi tương tự copy cái code này xuống đây. Select bottom red. Chạy lại. Yellow. Red. Đó, như vậy thì cái đoạn code của chúng ta, các bạn sẽ nhớ đừng có gõ từ trên xuống dưới, mà các bạn sẽ tạo ra cái reframe rồi viết cái lệnh visible. Xem nó hiển thị được không? Hiển thị thấy nhỏ quá. À, thay đổi kích thước cho nó lớn lên. Muốn thay đổi kích thước, dùng gì? Dùng set size. Rồi chạy lên lại, nó nằm trên góc, nhìn khó nhìn quá. Muốn nó ra giữa, thì dùng cái lệnh set location related to. Tức là mình có nhu cầu. Mình có nhu cầu, thì mình sẽ dùng cái lệnh nào đó, nó đáp ứng cái nhu cầu. Và khi mà giải quyết được cái nhu cầu của các bạn là các bạn sẽ nhớ. Còn các bạn gõ từ đầu đến cuối để cho nó chạy được thì nó chạy đúng, mà không nhớ gì hết, bởi vì nó không phát sinh nhu cầu. Các bạn không có nhu cầu thì bạn không có nhớ. Mà khi nào bạn có nhu cầu thì lúc đó não của bạn nó tự động nhớ. Ví dụ như bạn đói, bạn ăn, bạn mất cảm giác ngon. Còn bạn không đói mà người khác ép bạn ăn thì ăn mà có thôi, chỉ có nhai nuốt thôi. Như đó không phải là ăn. Ăn phải cảm nhận được ngon. Ok. Rồi, bây giờ thêm cái nữa. Chỗ này nó khó chịu quá. Cứ chạy chương trình mà đóng cái nó ở dưới này nó còn kỳ quá. Mình thêm cái nữa. Thêm một lần nữa. Ừ, hay quá. Chỗ này chúng ta sẽ đặt ở đâu cũng được. Đặt trên này cũng được, đặt dưới này cũng được. Chúng ta sẽ lấy cái frame chấm set default close ở đây. Operation. Tức là cái cách thức để đóng form. Thì trong bài nó có. Chúng ta sẽ dùng reframe chấm. Trong này nó có rất nhiều phương thức để đóng nha. Rất nhiều. Ví dụ như chỗ này response đóng form này nhưng những form khác không đóng. Do nothing không làm gì hết. Là giống như hồi nãy, đóng nhưng mà không có làm thêm cái gì cả. Và chúng ta đang chọn cái này. Exit on close. Thoát
thoát và đóng. Như vậy sau khi mà các bạn có cái lệnh này rồi, chạy chương trình lên, nó đang chạy ở dưới này nè, nó đang hiển thị cho mình biết là đang thực thi. Mình bấm tắt ở đây, đồng thời tiến trình dưới này nó đóng luôn, được ha. Như vậy mình thêm một lần nữa là set default close operation, được chưa? Đó là code của chúng ta. Như vậy chúng ta có nhu cầu thì chúng ta sẽ thêm, cứ thêm lệnh, thêm lệnh, thêm lệnh. Còn nếu mà các bạn nói là phải nhớ thì các bạn sẽ nhớ rất là khó. Rồi full code luôn, thầy không ngại để cho các bạn full code. Chỉ có cái là code này chỉ để khi các bạn không nhớ thì các bạn xem lại, còn mình cố gắng nhớ được chừng nào thì nhớ, chỗ nào cần thì xem, chứ không phải là